Bay 3.000 km sang Malaysia để bàn giao cuốn sổ hồng cho một cái vị khách hàng đã đầu tư bất động sản. Đó là câu chuyện mình đã thực hiện ở tháng 11 năm 2023. Đây là một vị khách hàng rất đặc biệt. Chị này thì sinh sống và làm việc ở bên Malaysia, quê gốc thì tại Việt Nam. Khi mà chị mua bất động sản của mình thì chị mua online. Và khi mà ký công chứng thì chị bay về Việt Nam để ký công chứng. Và mình cũng hứa với chị là khi nào mà ra sổ thì em sẽ bay sang tận nơi, em giao sổ và bàn giao tận tay cho chị. Ban đầu thì chị không tin đâu, chị chỉ bảo là em trêu chị à. Nhưng mà mình khẳng định là em sẽ làm chị ạ. Bởi vì em rất thích được đi chơi, em rất thích được đi trải nghiệm. Và cái việc mà chị đầu tư bất động sản bên em đó chính là cái cơ hội để em được đi chơi. Và đến tháng 11 thì mình cũng đã book tour để đi sang Malaysia 5 ngày 4 đêm. Và người đồng hành cùng với mình đó chính là vợ của mình. Sang Malaysia thì không thể thiếu đó chính là sang với cả Singapore. Một đất nước mà ra đến ngoài đường thì không bao giờ thấy rác. Bọn mình chơi ở bên Singapore một ngày, sau đó thì sang với cả Indonesia. Indo thì là một đất nước mình thấy là cũng khá là giống với cả Việt Nam. Về kinh tế thì một số cái khu vực mình đi thì thấy cũng chưa được phát triển cho lắm. Nhưng mà sang đến Malaysia, đến thủ đô của Malaysia thì mới thấy là họ rất phát triển. Và cái điểm ấn tượng nhất đối với mình ở bên Malaysia đó chính là những cái tòa chung cư. Chung cư ở bên đó thì mỗi một cái căn hộ sẽ được 1 cho đến 2 nốt để xe tùy số lượng phòng ngủ các bạn ạ. Cho nên là cái tình trạng mà xe để ở ngoài lòng đường, xe để ở ngoài vỉa hè công viên thì gần như là không có. Trong năm 2023, tính đến thời điểm trước Tết âm lịch thì mình cũng đã thực hiện được khoảng 58 giao dịch bất động sản. Trong đó là có 3 giao dịch bất động sản ở những nơi rất xa. Giao dịch đầu tiên đó chính là ở bên Đức các bạn ạ. Ở bên Đức thì mình cũng đã làm thủ tục visa để bay sang đó bàn giao sổ hồng cho khách. Thế nhưng mà các bạn hình dung là sang châu Âu và đặc biệt là sang Đức là một cái đất nước rất khó để có thể là xin được visa. Tiếp theo đó chính là một khách hàng ở trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn thì mình cũng đã có một cái bạn khách mua 2 bất động sản ở trong quận 2. Và trong năm 2023 thì mình cũng đã bay vào đó đến 2 lần để bàn giao sổ hồng. Và dự kiến ra Tết này thì mình cũng sẽ bay vào trong quận 7 Sài Gòn để bàn giao 4 cuốn sổ hồng cho một cậu em sinh năm 2001. Làm bất động sản nhiều khi cũng thấy khá là vui các bạn ạ. Được đi đây, đi đó, trên danh nghĩa là đi chơi nhưng mà thực ra lại là đang đi làm việc. Đi mỗi một quốc gia thì lại được tìm hiểu những cái văn hóa cũng như là cái phong tục tập quán hay, đặc biệt là tìm hiểu về thị trường bất động sản của các nước. Và trong năm 2024 này thì mình cũng sẽ đặt mục tiêu là bán bất động sản trong nước là chính, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ bán thêm nhiều bất động sản ở khu vực châu Á cũng như là châu Âu để có thể là sang được các cái đất nước bên đó, vừa đi chơi và vừa đi công việc, một công đôi việc mà. Và trong năm 2024 này thì bên mình cũng triển khai một số phân khúc giá chỉ từ 100 triệu cho đến vài 300 triệu một bất động sản. Và những cái sản phẩm cao cấp và hiện hữu hơn thì nó khoảng độ dao động từ 1 tỷ cho đến 2 tỷ đồng. Năm nay cũng là một năm khó khăn với thị trường bất động sản. Tuy nhiên khó khăn với cả thị trường bất động sản thì mới lại là cơ hội đối với người đi mua. Bởi vì là trong thời điểm mà thị trường tốt ấy, thì lúc đó các bạn đi mua sản phẩm chúng ta sẽ không có quá nhiều lựa chọn. Bởi vì là sản phẩm lúc đó giá đã cao cũng như là người mua nhiều, dẫn đến là lựa chọn của chúng ta sẽ rất ít. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì thị trường đang của người mua. Chúng ta đi mua sẽ có rất nhiều lựa chọn, sẽ có rất nhiều phân khúc và giá cả cực kỳ hợp lý. Cho nên là năm 2024 vẫn là một năm khó khăn với thị trường bất động sản. Tuy nhiên khó khăn với những người làm nghề thôi. Còn đối với khách hàng thì năm nay mình nghĩ là vẫn là một năm rất tuyệt vời để chúng ta đi mua tài sản và tích lũy. Và chúc mọi người năm 2024 ai cũng sẽ cất két thật nhiều sổ hồng.